Những điều thú vị về Thái tử Khôn, bạn trai tin đồn của Lisa. Thái tử Khôn sinh năm 1998 là ca sĩ, nhà sản xuất tài năng người Trung Quốc. Nhờ sở hữu gương mặt điển trai, trẻ trung cùng đường nét tuấn tú khiến anh hấp dẫn không ít người hâm mộ. Không những vậy, Thái tử Khôn còn được thiên phú trong việc sáng tác âm nhạc cũng như khả năng làm chủ sân khấu. Trước đây, nam idol được chọn làm thành viên trong nhóm TFBOYS nhưng do cha mẹ không ủng hộ vì tuổi còn nhỏ. Năm 2018, anh tham gia vào chương trình Tiến về phía trước đi thiếu niên, chính thức tham gia vào giới giải trí. Năm 2016, Thái tử Khôn đảm nhận vị trí rap của nhóm nhạc nam Swin S nhưng đã rời khỏi nhóm vào một năm sau. Dù bước vào giới giải trí khá lâu, nhưng đến năm 2018, khi tham gia chương trình Idol Producer năm 2018, thì tên tuổi Thái tử Khôn mới thật sự trở thành idol quốc dân. Trong suốt cuộc thi, anh luôn là một trong những cái tên được công chúng ưu ái nhắc đến nhiều nhất. Đêm chung kết, Thái tử Khôn đạt được ngôi vị quán quân và tham gia debut với vị trí center trong nhóm nhạc 9%. Kể từ đó, gương mặt của anh thường xuyên xuất hiện trên các nhãn hàng, tạp chí. Vì thế, nam idol được ưu ái đặt biệt danh là center quốc dân. Tuy nhiên, Thái tử Khôn từng vướng vào nhiều thông tin không tốt do ảnh hưởng từ fandom gây nên. Bên cạnh đó, anh cũng từng tham gia vào một số bộ phim như Hoàn Mỹ Giả Thê 168, Một Nửa Đồng Thoại, Tôi Sẽ Không Bị Con Gái Bắt Nạt, nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Năm 2020, nam idol tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn Hai cùng Lisa Blackpink với vai trò huấn luyện viên. Thái tử Khôn chẳng những thể hiện sự đồng cảm với các thí sinh mà còn đưa ra những lời nhận xét thỏa đáng. Nhờ đó giúp anh có cơ hội thay đổi cái nhìn của nhiều người. Song song với đó, nhiều người cảm thấy kinh ngạc vì khả năng giao tiếp tiếng Anh cực tốt của nam idol. Yêu ca hát, thích tập bóng rổ và trượt ván. Không cần phải bàn cãi nhiều, Thái tử Khôn phải thực sự yêu âm nhạc, thích ca hát thì mới theo đuổi đam mê làm ca sĩ. Vậy nên trong các cuộc thi tài năng, nam ca sĩ luôn cố gắng chứng tỏ bản thân, chứng tỏ khả năng và chứng tỏ sự nghiêm túc của mình trong việc theo đuổi sự nghiệp. Hầu hết sao nam Hoa ngữ đều có một điểm chung là đam mê bóng rổ. Nhờ chăm chỉ rèn luyện thể thao, đặc biệt là tập bóng rổ mà Thái tử Khôn sở hữu chiều cao lý tưởng 1m82 khiến nhiều người mơ ước. Hơn nữa, nam ca sĩ còn có một sở thích khác là trượt ván, trượt ba tanh. Trong chương trình Happy Camp số phát sóng ngày 29 tháng 2 năm 2020, nam diễn viên đã có màn biểu diễn trượt ba tanh khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Quả thật, Thái tử Khôn đúng là mẫu người yêu lý tưởng cho các cô nàng khi vừa giỏi ca hát, vừa giỏi thể thao lại còn khéo léo. Có thể thấy, Thái tử Khôn cũng giống với nhiều sao Hoa ngữ khác, được fan đặt cho những biệt danh vô cùng đáng yêu. Thái tử Khôn cũng không ngoại lệ khi được fan ưu ái thường xuyên gọi bằng ba biệt danh Khôn Khôn, Thái Bao và Khôn Soái. Tuy nhiên, còn rất nhiều những danh từ khác mà fan hâm mộ Thái tử Khôn cũng thường xuyên dùng để gọi thần tượng như Tiểu Sư Tử, Bánh Bao Nhỏ, Daddy, Thái Ca. Mỗi một biệt danh đều cho chúng ta thấy được tình yêu thương, sự tôn trọng vô cùng lớn lao mà fan của Thái tử Khôn dành cho nam ca sĩ. Nghi vấn hẹn hò với Lisa Blackpink. Ngày 27 tháng 3, Thái tử Khôn status lên Weibo với tên bài hát It's You. Cùng ngày, đó là sinh nhật của Lisa Blackpink. Điều này khiến fan couple của cặp đôi nghi vấn phải chăng người nam idol ngụ ý Lisa chính là người con gái mà anh đang tìm kiếm bấy lâu. Cũng chính vì vậy mà tiểu sử của anh chàng cũng được fan Lisa tìm kiếm rất nhiều. Tham gia Thanh Xuân Có Bạn Hai với tư cách là cố vấn vũ đạo, Lisa gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp cùng sự thân thiện dễ mến của mình. Cô được người hâm mộ xứ Trung vô cùng hoan nghênh, các thí sinh yêu quý và dàn cố vấn giúp đỡ khá nhiều. Đặc biệt trong chương trình, người hâm mộ chú ý hơn đến cử chỉ của Thái tử Khôn dành cho Lisa khi anh chàng rất lưu tâm đến cảm nhận của cô nàng trong suốt thời gian ghi hình. Cũng từ những cử chỉ này mà Thái tử Khôn và Lisa trở thành cặp đôi được đẩy thuyền nhiều nhất trong Thanh Xuân Có Bạn Hai. Thậm chí các fan còn ra sức ghép ảnh và đưa cả hai trở thành couple hot nhất Weibo. Trong Thanh Xuân Có Bạn Hai, ngoài Ella là cố vấn thanh nhạc, Johnny J là cố vấn rap, Lisa là cố vấn vũ đạo thì còn có Thái tử Khôn đảm nhận vai trò nhà chế tác Thanh Xuân. Tại chương trình này, Lisa vì không biết nhiều tiếng Trung nên cô thường sử dụng tiếng Anh và tiếng Thái. Các cố vấn trong show cũng không sử dụng được tiếng Anh nhiều nên đôi lúc sẽ có rắc rối vì rào cản ngôn ngữ. Thế nên, việc các huấn luyện viên quan tâm Lisa hơn là lẽ thường tình. Tuy nhiên, với Thái tử Khôn, từng cử chỉ của anh dành cho Lisa đều được các fan ghi nhớ, đồng thời không ngừng ghép đôi hai idol. Được biết, ngay từ ngày tổ chức họp báo ra mắt, Thái tử Khôn và Lisa đã được fan ghép cặp,
Thậm chí nhiều netizen dự đoán đây sẽ là một trong những yếu tố thu hút nhất của chương trình. Thái tử Khôn quan tâm Lisa trong suốt thời gian ghi hình. Tập 1 của Thanh Xuân có bạn hai lên sóng vào ngày 12 tháng 3 vừa qua đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Ngoài dàn thí sinh tài năng xinh đẹp thì dân tình còn chú ý nhiều hơn vào các huấn luyện viên, đặc biệt là Lisa và Thái tử Khôn. Được biết, do rào cản ngôn ngữ nên Lisa có phần hơi lúng túng trong những câu chuyện mà các huấn luyện viên pha trò với thí sinh. Ở một phân đoạn trong tập 1, Thái tử Khôn đã có lời bông đùa với các thí sinh và giám khảo. Vì sử dụng tiếng Trung nên Lisa ngơ ngác, không hiểu mọi người nói gì, trông khá tội nghiệp. Lúc này, Thái tử Khôn đã nhờ đạo diễn tạm dừng ghi hình cùng các huấn luyện viên khác ra ngoài hỏi Lisa liệu cô có ổn không, đồng thời cho rằng có thể vì mọi người nói quá nhanh nên nữ idol không hiểu được. Mặc dù sau đó Lisa đã nói cô không sao, song Thái tử Khôn vẫn nhẹ nhàng nói rằng mỗi khi chị có điều gì muốn chia sẻ thì hãy cứ nói cho em biết, chị đừng lo lắng nhé. Bên cạnh đó, Thái tử Khôn còn cho thấy anh rất để tâm tới Lisa khi nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho nữ idol lúc cô khóc vì cảm động trong chương trình. Hành động này ngay sau đó đã khiến các fan phải quán quéo, đồng thời càng thêm lý do để họ đẩy thuyền Kun Sa, Thái tử Khôn và Lisa. Dễ dàng nhận thấy cặp đôi có vẻ ngoài tương xứng, lại cùng là những thần tượng nổi tiếng nên việc fan đẩy thuyền là chuyện không quá khó hiểu. Thái tử Khôn tốt thật đấy, anh ấy rất quan tâm tới Lisa. Cặp này nhìn đẹp đôi dã man, sau chương trình này mà hợp tác thì tuyệt. Quan tâm là chuyện thường thôi, vì Thái tử Khôn là PD mà, anh ấy còn quan tâm cả các thí sinh nữa ấy chứ. Đẩy thuyền cặp này được rồi đấy nhỉ, nhìn dễ thương dã man, nhất là đoạn lén lén đưa khăn giấy. Anh ấy tinh tế lắm đó, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Lisa, trước chỉ sợ rào cản ngôn ngữ sẽ khiến em ấy không được tự tin trong chương trình. Cộng đồng mạng còn soi ra nhiều khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi này, điều đó đã làm dấy lên nghi vấn hẹn hò giữa hai ngôi sao. Fan hâm mộ còn tìm ra thêm bằng chứng cho thấy Thái tử Khôn lén lút hẹn hò với Lisa, thậm chí còn sang tận Hàn Quốc để thăm cô. Theo đó, gần đây nhất dân mạng phát hiện tấm ảnh của Thái tử Khôn đăng tải trên mạng xã hội khá giống với những thước hình chụp phim của Lisa. Thế nên fan hâm mộ đã nghi ngờ bức ảnh mà Thái tử Khôn đăng tải gần đây là do Lisa chụp cho. Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận cho rằng Thái tử Khôn Lisa có mối quan hệ tình cảm thì cũng có những người đánh giá đây chỉ là điều trùng hợp. Thái tử Khôn có tật nói mớ khi ngủ. Nếu được nói về những tật xấu của Thái tử Khôn thì chúng đều có một điểm chung là liên quan đến ngủ. Khi ngủ, nam ca sĩ thường hay nói mớ, vì vậy không ít lần anh đã bị đồng nghiệp, bạn bè bóc phốt vì điều này. Bạn bè thường nói đùa về thói quen sinh hoạt của Thái tử Khôn là giống người sao hỏa. Anh ấy thường đi ngủ vào lúc mọi người thức và thường thức vào lúc mọi người bắt đầu đi ngủ. Thái tử Khôn còn vô cùng nghịch ngợm khi còn bắt bạn bè phải thức dậy để nói chuyện, chơi đùa với cậu. Đây quả thực là tính cách vô cùng đáng yêu của Thái tử Khôn đáng được bảo tồn. Một đặc điểm khác cho thấy sự đáng yêu của Thái tử Khôn chính là khả năng ngố tàu mỗi khi gỡ dây tai nghe. Nam ca sĩ có thể tinh thông mọi thứ, nhưng chỉ riêng việc gỡ tai nghe thì Thái tử Khôn lại luôn rơi vào tình trạng bế tắc. Vì vậy, fan thường nói đùa rằng có một vài phút giây, Thái tử Khôn có thể ngốc nghếch đến khó hiểu.